베트남 중부 지역에 위치한 후에. 후에는 베트남 마지막 왕조의 수도인데요. 그래서 유네스코 세계문화유산으로 등재된 유적지가 끝없이 펼쳐진 곳입니다. 우리나라로 치면 경주와 같은 역사 유적 도시죠. 하루를 일찍 시작하는 사람들이 거리에 나오는 시간. 이 시간만 되면 하루도 빠짐없이 인력거를 타고 가는 이가 있습니다. 주렁주렁 매달고 가는 짐보따리도 제법 많은데 어디로 가는 걸까요? 도착한 곳은 간판도 없는 허름한 건물입니다. là bán bún nổi tiếng ở thành phố Huế và trước đây là có bà kéo là bà già bây giờ bà ngồi một đồ không thể bán nữa chỉ có truyền lại cho con cháu bán thôi nhưng vẫn chất lượng. 할아버지는 55년째 이 가게 주인장들의 새벽 출근을 돕는 인력거 기사로 일하고 있는데요. 50년 mẹ của bà trước rồi đến bà sau bà đi bơi đi bán cho bà mẹ là được. 분보 후에라는 쌀국수를 파는 곳인데 앉을 곳도 변변치 않지만 손님이 끊이지 않는 맛집이랍니다. 이 chỗ này là từ Hà Nội, Sài Gòn chứ đều biết đến một kẻ hết. Một đời đang là rất ngon và đúng khẩu vị của hắn. 전국적으로 알려진 곳이지만 제대로 된 주방조차 없는 가게. 세월의 흔적이 그득한 냄비와 그릇들. 이 모든 것들이 주인장에게는 절대 바꾸고 싶지 않은 어머니의 유산인데요. 가게에서는 육수를 끓이기만 하는 것이 어머니의 방식입니다. 그런데 분보 후에는 우리가 알던 쌀국수와는 좀 다른 것 같은데요. 각종 고기 고명이 푸짐하게 올라가고 매콤한 국물이 특징입니다. 오전 7시 장사가 시작되면 손님은 부지런히 움직여야 한 그릇 먹을 수 있는데요. 긴 줄을 서야 하는 건 기본이고 모든 것이 셀프 서비스입니다. 저희 좀 ăn cho con đấy thì cũng có chuyện nữa. Mình muốn ăn là phải tới đó mà múc và đợi họ múc kêu tô xong đưa tiền rồi xong là đừng đòi họ múc cho bận tại mà ăn thôi chứ không có người phục vụ mà bận tại nồi. Vì đúng quá đi, không việc ai và ai hết. 자, 요아 đi ăn mà phải từ phục vụ, từ xếp hàng, đi từ rất sớm nhưng em vẫn cảm thấy thoải mái vì ngon. 손님들은 허름해도 좋고 불편해도 좋답니다. 이 국수를 계속 먹을 수만 있다면 모든 걸 기꺼이 감수하겠다는 생각인데요. Dạ, em ăn bún bò mì kẹo là từ khi em còn nhỏ, từ khi ba mẹ em chở em đi ăn, em cũng nhớ nữa. Nhưng em cảm thấy là bún bò mì kẹo ngon, hợp khẩu vị với em. Dạ, vì bản thân em là thấy ngon. Dạ, ăn mà kiểu nó không bị dở với mì chín đâu nữa. Dạ. Nấm mô thì gì không rồi, lúc gì con nhỏ chút là có rồi. Có rất là lâu rồi, lúc chị con nhỏ là thấy là có mì kẹo, mà ăn rất là vui vẻ. Nhưng giờ như là mẹ là qua đời rồi thì con có con cái thôi. Họ cũng truyền lại cho hai chị ở đấy.
cái con lúc nhỏ là gì đã thấy biết cái quán đấy rồi và ăn ở đấy rồi, cho nên cho con xúc xử từ. 불편함을 받아들이고 오랜 세월 대를 이어 단골이 되어준 손님들. 주인장은 그 손님들이 고마워 절대 변하지 않는 가격으로 보답하고 있는데요. 그뿐만이 아닙니다. 손님들의 사정에 따라 가격을 책정해 파는 경우도 많은데요. 서로의 사정을 헤아려 주는 마음, 그 따뜻한 마음이 담겼기에 주인장의 분보 후에는 잊을 수 없는 맛이 되나 봅니다. 오전 10시밖에 되지 않았는데 분보 후의 가게가 한산하네요. 3시간 만에 하루 장사가 끝났습니다. 여자 거제 뉴용. 그 안 그 từ lúc mẹ đến chứ lớn à. Từ lúc mẹ bạn chứ lớn chứ họ cũng có ăn. Nên nhiều khi đóng quả thì họ nói thôi ngay khác ăn, họ tới đó thì đóng rồi thôi đi lui rồi ngay khác ăn. 영업시간은 짧지만 장사가 끝나면 설거지부터 청소까지 뒷일도 많아 주인장 혼자 하기에는 고된 일인데요. 아, 그 mẹ bạn mẹ nuôi bố anh em lớn nên chứ đó nên chứ chứ bạn đến luôn. 그래서 아무리 힘들어도 가게를 접는다는 생각은 단 한 번도 해본 적이 없습니다. 장사가 끝나면 주인장이 매일 들르는 곳, 재래시장입니다. 미리 주문해둔 고기를 찾으러 왔답니다. 이곳도 주인장에게 중요한 거래처인데요. 여기서 만든 쌀면만 사용하기 때문입니다. Tôi tên là Nguyễn Sanh Minh, năm nay 35 tuổi và là thế hệ thứ 3 trong gia đình làm nghề bún này. Thì mình thì cũng không rõ nhưng mà đến không rõ bao nhiêu năm, tại vì từ thời ông nội đến giờ thì mình cũng không rõ ông nội làm được bao nhiêu năm rồi, nhưng mà đến thời ba mình 할아버지부터 시작해 3대째 쌀면을 뽑아왔다는 것만으로도 품질은 검증됐다고 볼 수 있는데요. Cái yếu tố mà để làm cho nên con bún nó ngon, để đắt khách thì mình phải làm, thứ tiếng là mình phải chọn gạo. Chọn gạo là phải chuẩn gạo, thứ nhất là phải chuẩn gạo, thứ hai nữa khi mà có gạo chuẩn rồi thì mình mới quay cầu qua cái quá trình mà sàng lọc với vo và quá trình mà sản xuất ra thành phẩm thì mình tất cả các công đoạn đều là phải sạch sẽ. Thứ nhất là vậy để đảm bảo vệ sinh thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm và kể cả yếu tố khác thì để cho người dùng. 이렇게 생산된 쌀면은 하루 생산량과 판매하는 곳이 정해져 있습니다. 아, vâng. Sản lượng mà trung bình hàng ngày của mình á là năm khoảng độ trong vòng 500 cân bún của mình thì 100% là sử dụng cho các quán bán bún bò.
Mình không không bằng chờ, mình chỉ bỏ cho các quán để họ người ta bán bún bò thôi. Hôm nay, Phunbo Huế 가게는 손님들로 북적입니다. Tại vì ở đây là họ vẫn giữ được hương vị bún của ngày xưa. Nói chung là dùng dầu hết. Dùng dầu, toàn bộ dùng dầu, nhưng mà có khả năng cái những người mà bán có tấm thì dùng như là họ bán hiệu nghị. Mười mà họ thì dùng như họ lời một hai phân. Là dồn từng tố lên là họ có cơ số lượng nhiều, bò chia nhau. Người vài trăm.